Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh UV YouTube Đồ Gỗ Tùng Tám. Và hôm nay là đúng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 10 năm 2018 mà tôi đã lắp đặt xong bộ cửa và bàn một số bàn ghế cho anh Hằng Cu nhà bác tên là gì? Vâng, cho anh Vũ Quang Hải ở tỉnh Cương. Và đây là toàn bộ không gian của nhà anh. Quay rất đẹp. Và ai muốn tham khảo mẫu nhà vườn nhé. Vâng, thì sẽ xin vào kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng Tám mà tham khảo rất mẫu nhà đẹp. Tôi đi lắp đồ cho người ta là rất quay được mẫu nhà đẹp. Và đây thợ tôi đang bắt đầu lắp đặt cho anh Vũ Quang Hải ở chuồng cửa. Mới vào xem một số bàn ghế của anh. Toàn bộ bàn ghế, đồ thờ. Và anh bật cho em cái này nó rất đẹp mà. Đấy, tất cả đồ thờ các nhà anh rất đẹp. Đây là bàn ghế. Đấy. Đấy, tất cả bàn ghế bằng gỗ xoan này, liệu các vị là chi tiết cả vậy? Ghế bằng gỗ xoan này rất đẹp này. À, bàn ghế này là đã na lên từ hôm trước rồi, nên là vừa khoan lắp cánh cửa nhưng nó bụi ở đây, nhìn nó hơi bụi tí mà. À, chi tiết bộ ghế rất là vân vèo, rất đẹp. Vân rất là vằn vèo luôn. Còn một kệ tivi nữa, mình mang đi chuyển lên rồi. À, đây là bố vợ của anh đây. À, bố vợ anh. Đang anh đi làm vắng, bố vợ anh đang ở nhà để trông coi công trình cho anh đây. À, rất là trẻ đẹp trai. Kiếm vào nữa đấy. Không gian này rất là rộng này. À, trong này là bộ ghế cũ rồi. Đấy. Đấy, đây là bộ bàn ghế cũ nhà anh đang cho vào phòng trong để ngồi ăn cơm đây. Đấy, bộ bàn ghế mới mua của chúng tôi là anh kê ở ngoài. Đây là hình ảnh tôi đứng trong nhà quay ra cửa đang lắp khóa. À, thế xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh UV Đồ Gỗ Tùng Tám thôi nhá. Xin cảm ơn nhá. À, chết này. Đâu rồi?